Xin kính chào anh chị khách hàng. Chào mừng anh chị khách hàng đến với khu biệt lập The Standard Bình Dương. Thì đây là một trong những khu biệt lập đẳng cấp hàng đầu của tỉnh Bình Dương anh chị khách hàng nhé. Và hôm nay Giang sẽ giới thiệu với anh chị khách hàng một căn nhà phố liền kề với mã căn là 6.14. Thì cái căn này là khách hàng của Giang mua trong giai đoạn đầu tiên, và chị ấy muốn bán lại cái căn này cho những cái anh chị khách hàng nào muốn sở hữu và trở thành cư dân trong cái khu biệt lập The Standard Bình Dương này. Rồi bây giờ Giang sẽ chia sẻ về cái căn này cho anh chị khách hàng cùng xem qua ha. Thì cái căn của chúng ta nằm ở trên trục đường, trục chính, từ cổng chính phía bên ngoài đi vào là mình đi một mạch vào luôn là ngay trục chính luôn anh chị khách hàng nhé, với một vị trí khá là đẹp luôn. Rồi, chiều ngang của căn này là 5m. Đó, 5m chị khách hàng nhé. Chiều dài là 18m. Rồi, mặt tiền của cái căn này vô cùng là thoáng luôn nè anh chị khách hàng. Đó, vô cùng thoáng ha. Cái căn của chúng ta là không bị vướng nắp cống, không bị vướng trụ điện. Anh chị khách hàng thấy ha. Thì anh chị nhìn theo tay của Giang nè, có một số căn nó bị vướng trụ điện. Nhưng mà căn này là không có vướng trụ điện, không có nắp cống. Mà phía trước nhà chúng ta có một cái trụ đèn luôn, thì sẽ sáng vào buổi tối ha, rất là thoáng luôn nè. Và chị khách hàng của Giang là muốn bán lại cái căn này cho những cái cư dân nào muốn sở hữu, để mình có một căn nhà phố tốt nhất tại khu gọi là Tân Phước Khánh này luôn anh chị khách hàng nhé. Rồi, thiết kế của căn này là thiết kế một trệt hai lầu anh chị khách hàng nhé, nhìn theo tay của Giang ha, thiết kế một trệt hai lầu. Thì và trong cái tầng của chúng ta là thiết kế theo kiểu là tầng, là mình một tầng trệt ở dưới, tầng trệt dưới thì sẽ thiết kế được phòng khách nè, rồi lên trên thì mình sẽ thiết kế có được 4 phòng ngủ luôn anh chị khách hàng ạ, rất là thuận tiện ha. Rồi ở đây thì chủ đầu tư họ bố trí cho mình một cái hàng rào này nè. Đó, cái căn của chúng ta là hoàn thiện mặt ngoài và thô mặt trong anh chị khách hàng nhé. Nó mặt ngoài là được chủ đầu tư họ hoàn thiện cho mình hết trơn rồi, thì bên trong thì mình vô nội thất bên trong. Thì cái không gian phía trước này chúng ta có thể để cái sân, chúng ta thiết kế cái khu vực cảnh quan phía trước cũng được, hoặc là anh chị khách hàng muốn đậu ô tô ở trong thì anh chị cứ để trống một phần, anh chị chạy thẳng ô tô vào đây luôn. Bên tay phải căn nhà chúng ta là chính giữa là nó có cái cửa chính nè anh chị khách hàng ha. Rồi bên cạnh đó nó có một cái cửa lùa, cửa kính lùa anh chị khách hàng. Cái cửa này là bàn giao là cửa Galaxy, lõi thép chống cháy, tích hợp khóa Hubler anh chị khách hàng nhé. Rồi, nếu anh chị khách hàng nào muốn tìm cho mình một cái căn nhà phố biệt lập nằm ở một cái khu gọi là an ninh tuyệt đối nè, rồi với nhiều tiện ích xịn sò, thì hãy vui lòng liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang là chuyên viên tư vấn đến từ chủ đầu tư An Gia, tập đoàn An Gia, và là đơn vị phát triển dự án này. Rồi, nếu anh chị khách hàng nào còn những cái thắc mắc về cái căn này và muốn xem qua thực tế căn này và tìm hiểu thêm những cái tiện ích trong cái khu biệt lập The Standard Bình Dương này, thì hãy vui lòng liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 0914245885. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại cái căn nhà phố liền kề 6.14 nằm trong khu biệt lập The Standard Bình Dương. Xin chào anh chị khách hàng.